Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Vườn Mai Linh Bonsai. Hôm nay em Linh có vài cây gốc tứ quý ghép siêu bông bình lợi quay và giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Cây đầu tiên này quý cô chú anh chị nha. Cây đầu tiên một cây khá là đẹp luôn cô chú anh chị. Cây này em Linh ghép và em Linh đã chỉnh sửa một nút dây rồi nè ha. Tựa dây vô đã chỉnh sửa rồi nè ha. Để tải đều luôn. Cái cây này thì bên đế đây là khá đẹp luôn của chú anh chị. Cái này mặt tiền ha. Cái tải rất là đều đẹp luôn. Đây thì con thú ha. Thú. Quay một vòng cho anh chị mình xem ha. Đế tải khá là đẹp luôn. Cái này Tết là mình chơi bông được nha cô chú anh chị. Thì em Linh có nhận, ví dụ em Linh giao lưu, em Linh nhận giữ lại cho cô chú anh chị mình nuôi tới Tết cho cô chú anh chị mình chơi bông luôn. Thì giá cây này bán hiện tại là 3.500.000 ha. Còn cô chú anh chị mình gửi lại thì em Linh lấy thêm 500.000 tiền nuôi cho cô chú anh chị mình về tới Tết ha, là 4.000.000 ha. Đó, khá đẹp cô chú anh chị ha. Còn đây cây tứ quý nữa. Cây tứ quý này em Linh ghép siêu bông Sài Gòn. Cái cây này em Linh nuôi 2 mùa rồi nha. 2 mùa rồi. Cây để khá là đẹp của chú anh chị nha. Cốt cành tương đối ha. Cây này em Linh giao lưu tới quý cô chú anh chị mình là 4.000.000 luôn ha. Để khá là đẹp luôn ha. Cây này thì chi cành đủ rồi. Tết này thì chơi bông vô tư rồi, 2 mùa rồi. Tiếp cho cô chú anh chị mình xem thêm một vài cây nữa ha. Đây còn cái cây này tứ quý ghép siêu bông bình lợi luôn ha. Cái này cái Tết cũng chơi bông được luôn nè. Cây này em Linh giao lưu tới quý cô chú anh chị mình là 2.000.000 ha. 2.000.000. Cây này là dạng cây thú luôn của chú anh chị ha. Khá là đẹp. Còn đây cái tứ quý nha. Tứ quý mình 4 mấy luôn. Này đẹp nha. Như cái núi vậy. Mặt tiền nằm bên đây. Giờ tới Tết là chơi bông được luôn. Cây này giá tại vườn á, em giao lưu tới quý cô chú anh chị mình là 5.000.000 ha. Mình bao quý cô chú anh chị mình là Tết cây này chơi bông ngon lành luôn nha. Đó, cây tứ quý này nữa. Cây này ghép được một mùa mấy rồi nè. Tứ quý này ghép siêu bông mình lại luôn. Đó, mùa mấy rồi nè. Quanh 30 mấy. Đó, cây chi cành bự. Tết này là chơi ngon lành luôn. Cây này là 7.000.000 ha cô chú anh chị. Cút cành ngon lành luôn ha. Đó, tàn hết biết cái tàn không? Bình lợi. Phải còn kiếm cây tứ quý nào ghép bình lợi nữa giao lưu tiếp quý cô chú mình chị mình luôn. Cây này chưa ghép, cây này mới sống mạnh là chưa ghép. Đây cây này lên rồi nè. Cây bò nó lên. Đây hai bó lên mạnh nè, chưa kịp dở bịch luôn. Cái cây tứ quý này thì đế đẹp mà đường thân lắc lượng đẹp luôn nè cô chú anh chị ha. Đế đẹp, sổ đẹp luôn, ghép thành công luôn. Hai bo này dính phát triển khá là mạnh rồi nha cô chú anh chị ha. Cái này tại vì cái bo nụ á, em Linh ghép lặt nó lên chậm hơn mấy cái bo tược này, nhưng mà cái ngọn thì nó thường thường nó sẽ mạnh hơn những cái dòng những cái bo tược dưới. Cây mạnh nè ha. Cây này 4.500.000 nha anh chị ha. Có cái co rất là đẹp luôn. Rồi cái co này mình nếu mà nói gì, cái một cái thân lên người ta cắt rồi người ta sửa hai cái co ôm nhau nè, song thân nè của chú anh chị nha. Cây này rất là lâu. Đây còn cây chưa có ghép nữa nè. Cây nhóc hết trơn. Rồi
thì vừa quay chia sẻ tới quý cô chú anh chị mình ha, rồi vừa rao giao lưu tới quý cô chú anh chị mình luôn. Đây mình cũng có cây mai vàng đó. Đó, mai vàng cái cũ thấy ghê không, cành cây này mà tết chơi bông một cái rồi mình nuôi lại nữa. Bồ đế này. Những cái cây này là những cây em Linh săn, em Linh tiễn những cái cây đẹp để dùm Linh giữ lại, em Linh nuôi á cô chú anh chị ha, nên giá nó hơi cao tí xíu. Nhiều cô chú anh chị mình thắc mắc nói sao nhỏ mà Linh báo giá cao quá. Nói thật sự những cái cây này, những cái cây này mình tìm nó hơi khó nha, chuẩn bonsai nữa ra giá nó hơi cao tí xíu, cô chú anh chị mình thông cảm nha ha. Cái cây này em Linh giao lưu tới với cô chú anh chị mình là 2.500.000 nha. Đó. Rồi cô chú anh chị mình thích cây nào thì cứ liên hệ bên nhà vườn của em Linh. Cây này bữa hôm đăng lên thì cũng có một ông khách đã chốt, thì em cũng cảm ơn anh đã ủng hộ em rất nhiều. Thì cây nay phát triển rất là mạnh anh ha. Xem lại cây ha. Cây này. Rồi em cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã theo dõi hết cái clip của em Linh ha. Cảm ơn quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị em mình những clip tiếp theo ha.